Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục reaction một chủ đề khá là hay và hấp dẫn về Liên minh Sư Tử. Clip này tiếp tục đến từ kênh WeCNCS. Chúng ta bắt đầu nhé. Liên minh Sư Tử Celati, cơn ác mộng của Liên minh Mapogo. Mỗi siêu anh hùng đều có điểm yếu. Mọi gã khổng lồ Goliath đều có chàng David của mình. Và khi nói đến Liên minh Sư Tử nguy hiểm nhất và dường như không thể ngăn cản từng đi qua khu vực châu Phi, đó sẽ là những con sư tử Mapogo. Chúng tàn nhẫn, vượt trội và đã cai trị khu bảo tồn Sabisan của Nam Phi bằng 6 nắm đấm sắt trong nhiều năm. Nhưng sự cai trị của chúng không tồn tại mãi mãi. Giống như đế chế La Mã sụp đổ, Liên minh Sư Tử Mapogo cuối cùng cũng gặp được đối thủ là Liên minh Sư Tử Celati. Vậy câu chuyện về Liên minh Sư Tử đã hạ gục Liên minh Sư Tử nguy hiểm nhất từ trước đến nay là gì? Chúng có nguy hiểm hơn không? Bởi vì điều đó nghe có vẻ đáng sợ. Liên minh Sư Tử Celati đáng sợ đến mức nào? Liên minh Sư Tử. Để hiểu tầm vóc của Liên minh Sư Tử Celati và Liên minh Mapogo, trước tiên bạn cần hiểu Liên minh Sư Tử và Đàn Sư Tử nói chung. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với một đàn sư tử. Về cơ bản, đó là gia đình ở cùng nhau và sinh sống trong một khu vực cụ thể là lãnh thổ của chúng. Tuy nhiên, một liên minh sư tử thì khác. Liên minh sư tử chỉ hình thành từ sư tử đực và chúng thường là những con sư tử có quan hệ họ hàng với nhau. Thông thường đó là một nhóm anh em. Hiện nay, liên minh sư tử phổ biến nhất là từ 2 đến 3 con. Vì vậy, 2 đến 3 con sư tử đực tạo thành một liên minh và sau đó chúng trở thành thủ lĩnh của một đàn sư tử. Ngoài 2 đến 3 con sư tử đực đó, phần còn lại của đàn thường bao gồm 6 đến 12 con sư tử cái trưởng thành có quan hệ với nhau và con cái đang phụ thuộc vào chúng. Đúng là sư tử cái đảm nhận phần lớn trách nhiệm săn mồi. Vậy công việc của liên minh sư tử đực này là gì? Chúng đảm nhận những trách nhiệm gì? Con đực là người bảo vệ, chúng là những vệ sĩ cho đàn của mình. Liên minh sư tử đực là những kẻ tìm kiếm lãnh thổ để chiếm giữ và chúng bảo vệ lãnh thổ đó. Nếu các liên minh khác đe dọa chiếm lãnh thổ của chúng, đó là lúc những con đực nhảy vào cuộc chơi. Đôi khi một mối đe dọa được nhận thấy và những con đực có thể thể hiện sự thống trị của mình bằng cách tỏ ra gầm gừ. Tiếng gầm của sư tử là một cách phòng thủ tốt, nhưng nếu điều đó không hiệu quả, chúng sẽ gây chiến với liên minh khác. Vì nhiều liên minh có từ 2 đến 3 con sư tử như chúng ta đã đề cập, nên nó thường phụ thuộc vào quy mô, sức mạnh và sự thành thạo về việc săn mồi. Kỹ năng săn mồi cũng được sử dụng khi chiến đấu. Tuy nhiên, có một yếu tố khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu một liên minh sư tử đông hơn một liên minh khác? Trong khi sức mạnh của mỗi cá nhân là quan trọng, thì sức mạnh về số lượng có lẽ còn quan trọng hơn. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị ở Nam Phi. Liên minh sư tử Mapogo. Có một xu hướng bắt đầu diễn ra chủ yếu ở Nam Phi, xu hướng thành lập các liên minh lớn. Điều này có nghĩa là chúng ta thường xuyên bắt đầu thấy những liên minh sư tử đực có số lượng nhiều hơn chỉ 2 hoặc 3 con. Chúng ta đã nhìn thấy 4 và đôi khi là 5 con sư tử đực đi thành một liên minh. Điều này đã xảy ra trước khi liên minh Mapogo được thành lập và chúng đã kế thừa xu thế này. Trên thực tế, những chú sư tử Mapogo đến từ một liên minh lớn, đàn Sparta. Đó là một liên minh gồm 5 con đực. Nhưng liên minh sư tử Mapogo đã nâng nó lên một tầm cao mới khi chúng thành lập. Chúng có 6 con đực mạnh mẽ, đó là 5 anh em Kinkytail, Mr. T, Rasta, Score và Pretty Boy. Và sau đó là một người anh cùng cha khác mẹ nữa là Makulu. Nó là con lớn tuổi nhất và là con lãnh đạo. Liên minh sư tử Mapogo cực kỳ nguy hiểm. Chúng đã học cách săn thành công các loài động vật lớn bao gồm cả trâu rừng. Và chúng đã sử dụng những kỹ năng đó cùng với số lượng thành viên ấn tượng để thống trị các liên minh khác trong khu vực. Những chiếc sư tử Mapogo tìm kiếm đàn khác bắt đầu trận chiến với các liên minh và gây thiệt hại to lớn ở mọi nơi chúng đi qua. Chúng đã giết hàng trăm con sư tử trong triều đại của chúng ở Sabisans. Chúng chiếm hết đàn này đến đàn khác, kiểm soát một khu vực rộng lớn của Sabisans. Đế chế này ngày càng phát triển, vùng đất chúng cai trị ngày càng mở rộng. Mọi người đều biết những câu chuyện huyền thoại của chúng. Không có ai nên đối đầu với chúng. Chúng không chỉ chiếm các lãnh thổ mà còn làm như vậy bằng vũ lực tàn bạo và bằng những phương pháp tàn nhẫn và gần như độc ác. Nhưng như mọi khi với một đế chế hùng mạnh, luôn có những cuộc giao tranh. Thủ lĩnh Makulu và Mr. T bắt đầu đánh nhau rất nhiều
Và một ngày nọ, chúng xảy ra một trận đánh dữ dội khiến Mr. T phải bỏ chạy, và King Kitel cũng đi theo sau. Liên minh Mapogo được chia thành hai nhóm. Nhóm bốn con tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hai kẻ rời đi, Mr. T và King Kitel, đã sớm đạt được một số thành công sau cuộc chia ly. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng sẽ phải chiến đấu với một liên minh mới. Đó là một liên minh lớn khác, Majin Gilane, năm con đực mạnh mẽ. Và mặc dù hai con từ Mapogo đã giết được một con đực, Majin Gilane đã đánh hội đồng King Kitel và giết nó, khiến Mr. T phải rời đi để đoàn tụ với anh em của mình. Mr. T tái gia nhập bốn anh em Mapogo, nhưng ngay sau đó, nó nắm quyền điều hành liên minh. Nó trở thành thủ lĩnh của Mapogo và buộc Makulu xuống vị trí thấp hơn trong liên minh. Liên minh vẫn còn 5 thành viên mạnh mẽ nhưng nằm dưới sự cai trị mới. Giờ đây, liên minh Mapogo vẫn là liên minh nguy hiểm nhất mà châu Phi từng chứng kiến trong thế giới hiện đại. Nhưng liệu triều đại của chúng có tiếp tục? Phải chăng việc mất đi một thành viên và có một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu liên minh của chúng sẽ không ảnh hưởng gì? Hay có một liên minh mới đang nổi lên? Liên minh Mapogo có gặp nguy hiểm không? Sự trỗi dậy của liên minh Selati. Chúng ta sẽ tạm rời giai đoạn lịch sử này. Chúng ta sẽ bước tiếp khỏi liên minh sư tử Mapogo hiện vẫn đang có 5 con mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ quay ngược thời gian để khám phá một liên minh hoàn toàn khác. Hãy nói đến một vài thế hệ trước của chúng nhé. Liên minh Roller Coaster hay liên minh tàu lượn siêu tốc. Bây giờ sau nhiều cuộc tấn công, chúng chỉ còn lại 2 con đực. Những con đực này đã sinh con với con cái. Nhưng vì cảm thấy không thể bảo vệ đàn của mình nữa nên chúng rời đi để tìm một đàn sư tử cái khác. Những con đực mà liên minh Roller Coaster đã sinh ra bắt đầu trưởng thành. Và khi những con đực lớn tuổi hơn không có mặt ở đó, một tình huống khác đã xảy ra. Bởi vì thông thường những con đực non sẽ đến giai đoạn trưởng thành khi chúng bị đẩy ra khỏi đàn và cần thành lập liên minh cho riêng mình. Nhưng không có con đực thống trị nên chúng trở thành con đực thống trị. Và những con đực này bắt đầu giao phối với mẹ và dì của chúng. Những con đực này đã thành lập liên minh God Course và đàn này đã trở thành đàn của chính chúng. Từ đây một vài điều thú vị hơn đã xảy ra. Đầu tiên là chúng sinh ra rất nhiều con, trong đó có 5 con đực. Mặt khác là những con cái của đàn này rất tự lập do thiếu sự hiện diện của con đực trong một thời gian trước khi lũ con trưởng thành. Từ cung từ cấp ở chỗ chúng có thể đi săn mà không cần sự hiện diện đồng đảo của con đực. Hiện tại, con cái thường thực hiện hầu hết các cuộc săn mồi, nhưng thường sẽ có con đực hỗ trợ săn mồi, đặc biệt là với những mục tiêu lớn hơn. Nhưng những con cái trong đàn này có thể tự mình hạ gục cả một con trâu cape. Chúng dạy những kỹ năng này cho các con đực trẻ, và các con đực đã tiếp thu tất cả những kiến thức này. 5 con đực trẻ lớn lên, trưởng thành, và đến độ tuổi cần thành lập liên minh của riêng mình. Đây là sự ra đời của liên minh sư tử Selati. Tuy nhiên, không giống như cha mình, chúng không bị bỏ rơi. Liên minh God Coast vẫn thống trị đàn này. Những con đực Selati không thể biến đàn này thành của mình và chúng bị đẩy ra ngoài. 5 con sư tử được trưởng thành với kỹ năng săn mồi tuyệt vời được dạy bởi những con sư tử mẹ rất tự lập. Liên minh sư tử Selati đã sẵn sàng tìm kiếm đàn và lãnh thổ cho riêng mình. Chúng chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng chúng có kỹ năng săn mồi tuyệt vời và có số lượng đông đảo. Nhưng liệu chúng đã sẵn sàng tiếp nhận các liên minh khác chưa? Cuộc đụng độ với Selati. Đây là thời kỳ khủng bố của liên minh sư tử Mapogo. Hãy nhớ rằng chúng đã trưởng thành hoàn toàn và đang thống trị phần lớn khu vực. Chúng đã kiểm soát các lãnh thổ và chúng đã kiểm soát đàn. Chúng là những thợ săn xuất sắc, mạnh mẽ và to lớn. Và chúng là 6 con sư tử mạnh mẽ. Selati bao gồm 5 con đực và không lớn và trưởng thành như Mapogo. Chúng phải lựa chọn bước đi cẩn thận vì chúng không phải là đối thủ của Mapogo vào thời điểm này. Và nếu chúng vào nhầm lãnh thổ, điều đó có thể gây rắc rối cho chúng. Đây cũng là thời điểm mà Majin Gilane nổi bật ở một số khu vực cụ thể. Cũng giống như Selati, Majin Gilane là một liên minh với 5 con sư tử. Liên minh Selati tự hỏi liệu Majin Gilane có phù hợp với chúng hay không. Liệu có thể chiến đấu với chúng, đánh bại chúng, chiếm lãnh thổ của chúng. Vì vậy, Selati quyết định chiến đấu với Majin Gilane. Nhưng Majin Gilane giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Thật không may, Selati đã phải đau đớn nhận ra rằng chúng chưa phải là đối thủ của liên minh kia. Chúng cố gắng chiến đấu với Majin Gilane để giành lãnh thổ của mình. Và trong quá trình đó, một con trong số chúng đã bị giết. Liên minh Selati chỉ còn 4 thành viên và chúng buộc phải rút lui.
Và mặc dù đó có thể là một trong những kết quả tồi tệ nhất mà Celati có thể phải đối mặt, nhưng nó đã dạy cho chúng bài học quan trọng nhất. Nó dạy cho chúng chiến lược tốt nhất mà cuối cùng sẽ dẫn đến thành công, đó là chờ đợi. Kiên nhẫn là vũ khí mới của Celati. Chúng vẫn chưa đủ lớn. Chúng cần phải chờ đợi. Có một số sự kiện vẫn cần phải diễn ra. Chúng cần phải kiên nhẫn. Liên minh Celati vẫn ở gần tại những vùng lãnh thổ gần đó, nhưng chúng chờ đợi thời điểm thích hợp. Như đã đề cập trước đó, đã xảy ra biến cố ở Mapogo khiến hai thành viên phải rời khỏi lãnh thổ của chúng. Điều đó đã dẫn đến việc hai thành viên của Mapogo đụng độ với Majin Gilane. Majin Gilane mất một thành viên, và sau đó Mapogo mất một trong hai thành viên đó. Majin Gilane hiện chỉ còn 4 thành viên, còn Mapogo xuống còn 5. Khi cả 5 thành viên Mapogo đoàn tụ, chúng có sự thay đổi về lãnh đạo. Mr. T tiếp quản. Bây giờ, tất cả những con sư tử này đều tàn nhẫn, nhưng Mr. T là kẻ tàn bạo nhất trong số chúng. Nó được biết đến là kẻ ăn thịt đàn con mà chúng tấn công và chiếm giữ. Đây không phải là hành động phổ biến trong giới sư tử. Ai biết được liệu việc Mr. T đảm nhận vị trí lãnh đạo có gây ra rạn nứt trong nhóm Mapogo hay không, nhưng chúng đã thay đổi ngay sau khi nó tiếp quản. Well, Rasta là kẻ đầu tiên rời đi, không ai chắc chắn điều gì đã xảy ra với nó. Có lẽ Majin Gilane đã bắt được nó. Có lẽ nó phải chịu một số phận khủng khiếp khác. Có lẽ nó đã chết. Tất cả những gì người ta biết là Rasta đã biến mất khỏi liên minh. Nhóm chỉ còn lại 4 con đực. Và tiếp theo là Score. Nó rời khu bảo tồn và lang thang quá gần một ngôi làng. Nó bị người dân địa phương bắn chết. Liên minh Mapogo mạnh mẽ một thời đã giảm xuống còn 3. Mr. T, Makulu và Pretty Boy. Và vũ khí bí mật của liên minh Celati đang hoạt động một cách tuyệt vời. Đó là việc chờ đợi. Chúng đã lớn hơn và có cơ hội tốt hơn để tấn công Mapogo, đặc biệt là khi chúng đông hơn về số lượng. Chúng có thể hơi cảnh giác, nhưng một sự kiện cụ thể đã thay đổi mọi thứ đối với chúng. 4 con đực Celati tìm thấy Pretty Boy một mình và phục kích nó. Chúng đã có thể gây ra một số thiệt hại và có thể thể hiện uy quyền đối với nó. Lúc này chúng để lại cho nó một số vết thương khi Makulu và Mr. T chạy lại hiện trường. Và những thành viên Celati bị đuổi đi. Nhưng đó là một thành công trong tâm trí chúng. Mapogo từng không thể chạm tới, hiện hoàn toàn dễ bị tổn thương. Và Celati đã có được sự tự tin rất lớn. Chúng cảm thấy sẵn sàng. Chúng tiếp tục luyện tập vũ khí bí mật mới của mình. Tính kiên nhẫn. Cuối cùng một cơ hội đã xuất hiện. Mr. T lúc này chỉ có một mình và dễ bị tổn thương. Và Celati đã chấp lấy cơ hội. Chúng sử dụng chiến lược để hai thành viên đánh lạc hướng nó và sau đó cử hai con còn lại từ phía sau để tấn công nó. Chúng sẽ cắn, cào và gây sát thương trong 10 giây, 15 giây rồi rút lui. Chúng sẽ bao vây Mr. T, chúng sẽ đợi. Và sau đó chúng sẽ làm điều tương tự một lần nữa. Hai thành viên sẽ đánh lạc hướng nó trong khi hai thành viên khác tấn công. Chúng lặp đi lặp lại chiến lược này nhiều lần. Càng ngày càng làm Mr. T suy yếu cho đến khi chúng giết chết nó. Và giờ đây liên minh Mapogo, liên minh nguy hiểm nhất mà châu Phi từng chứng kiến, chỉ còn lại một cặp sư tử đực, Makulu và Pretty Boy. Lần tiếp theo, liên minh Celati nhìn thấy hai thành viên còn lại của Mapogo, chúng đã đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ của mình. Lãnh thổ rộng lớn tùng thuộc về đế chế Mapogo đã bị đánh cắp. Nó nằm dưới sự lãnh đạo mới. Những người cai trị mới của vùng đất là liên minh Celati. Liên minh Mapogo có thể là liên minh nguy hiểm nhất từ trước đến nay, nhưng chúng vẫn có điểm yếu của mình. Hai thành viên Mapogo còn lại gặp ác mộng về một liên minh đã cản trở chúng và chấm dứt triều đại của chúng. Mọi người đều gặp ác mộng, kể cả những con quái vật đáng sợ nhất. Và đối với Mapogo, cơn ác mộng của chúng là hình ảnh của liên minh sư tử Celati. Ok, một video rất chất lượng đến từ kênh WCNCS. Những thông tin mới mẻ và thú vị về liên minh sư tử Celati. Chúng cũng xứng đáng vào một vị trí trong số những liên minh sư tử mạnh mẽ và nổi tiếng nhất. Clip reaction hôm nay của mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy thích, đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào tạm biệt.